Ngày 19 tháng 3, mạng xã hội lan truyền bài viết kèm hình ảnh cá chết nổi trắng hồ Thủy Sứ, phố Quảng An, tiếp giáp Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo bài viết trên, trong 2 ngày qua, cá chết rất nhiều ở hồ Thủy Sứ, bốc mùi hôi thối. Ghi nhận thực tế của Tuổi Trẻ Online chiều ngày 19 tháng 3, có tình trạng cá chết ở khu vực trên như mạng xã hội lan truyền. Phóng viên đã liên hệ Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ để tìm hiểu thêm về sự việc. Lý giải về việc cá chết nổi trắng hồ Thủy Sứ, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, cho biết những ngày qua khu vực lòng hồ được tắt cạn nước để trồng sen. Quá trình tắt cạn nước khiến cá trong hồ bị chết. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ quyết định phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả và Trung tâm Khuyến nông thành phố Hà Nội thực hiện dự án xây dựng mô hình mẫu sản xuất sen gắn với phát triển du lịch sinh thái theo chuỗi giá trị tại Tây Hồ Hà Nội. Theo đó, ba đơn vị sẽ phối hợp trồng sen chất lượng cao trên diện tích 7,5 ha tại Hồ Đầu Đồng, Thủy Sứ Trên, phường Quảng An và các hồ ao sen 1, ao sen 2, phường Nhật Tân. Các sản phẩm từ sen là hoa để ướp chè, hoa để trang trí và hạt để làm thực phẩm gắn với phát triển du lịch. Sen Hồ Tây, còn gọi là sen Bách Diệp, đã được công nhận sở hữu trí tuệ. Đây là loại sen đặc biệt, có tới 100 cánh.